Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV cho phần chơi Minecraft Thợ Săn Quỷ Demon Slayer. Và ở trong nhà có anh chàng này nữa, chắc đang bảo vệ căn cứ á. Thì trong tập trước thì chúng ta đã kiếm được thêm rất là nhiều đồ chơi thú vị ha, có được thêm cây kiếm nữa nè. Và hên quá chém qua không trúng ai hết trơn ở đó, chém qua và trúng người cái là lao vô quánh sùm luôn á. Mình chạy về đây để mình đi lấy thêm đồ ăn. Chúng ta sẽ cần phải cất những cái món đồ này vô. Đồ xịn là phải cất vô. Sao ghê vậy? Chỉ cầm mấy cái kiếm này nguy hiểm lắm. Cất cái tay này vô luôn nha. Rồi ta có hột giống nè, bây giờ phải đi trồng nữa. Chúng ta coi có cái spawn rồi. Công thức của cái spawn là cục này. Cục này là của vanilla. Cái này khó kiếm lắm. Làm cục bên đây. Simple pin cần phải có thêm kẹo dẻo. Và làm sao để có được kẹo dẻo? Ố về luôn. Đi bắt con sứa jellyfish mà ngoài đó tối thui. Nguy hiểm vậy ta? Tối thui à. Bắt cá, bắt cá. Có cá không? Chưa kể là ta phải đi trồng cây nữa. Đó. Nghĩ sao rồi? Sát bên nhà có quỷ nữa. Ê da. Quỷ hả cưng? Rồi có cái bông này ở đây nữa chứ. Giờ chúng ta đi qua đây coi. Tình hình là ở đây chắc chắn là phải dọn nè. Nếu muốn chỗ này ở được là phải có chỗ để trồng cây. Như mình nói, giờ mấy cái bông này chắc mình dọn hết luôn á. Ta đập ra hết ha. Thợ săn quỷ cũng phải ăn vậy. Phải ăn mới có sức mới săn quỷ được chứ. Cũng ăn lấy đâu ra có sức. Nhưng mà theo suy nghĩ của mình, trong những cái phần chơi ví dụ như là thợ săn quỷ này thì nên có một cái chỗ nào đó cung cấp sẵn đồ ăn luôn ha. Ta không có cần phải đi làm đồ ăn này nọ nữa, mất công lắm. Giờ ở đây nó chặn nước nè. Nếu mà mình không có để chỗ đó thì nó sẽ chảy nước tùm lum hết. Mình không có trồng trọt gì được hết trơn hết á. Cái cục đó là cái cục Horse Dirt. Phải là Horse Dirt. Đây, Horse Dirt nghĩa là cái đất khô á. Ta cuốc một cái xong cuốc thêm cái nữa là có thể trồng cây được. Và chỗ này thì mình sẽ trồng hai loại. Đầu tiên là trồng lúa mì. Trồng xuống luôn. Khu này ta còn kéo ra được tới 4 ô. Cũng tới cỡ này á. Nói chung nó cũng rộng lắm, cũng trồng được thoải mái. Rồi vô đây, bao hết khu này lại một cái. Có được bao nhiêu hột giống nữa đây? Ba hột giống. Ba hột giống chắc kéo bên này luôn đi. Ba hột giống. Ngoài đây nổi không? Ngoài kia thì có thể không nổi, nhưng mà ở đây thì chắc nổi nè. Giờ đã có được khu vườn để có thể làm đồ ăn rồi đó. Quay vô trong nhà, chúng ta sẽ cần phải coi mấy bé cá nào nấu được là nấu hết. Cất đồ được thì cất luôn. Cái chỗ mà mình... Ê, gì đây? Gì đây? Bình tĩnh cưng. Bình tĩnh. Không bình tĩnh gì hết. Kiếm cho một nhát. Nhiều chuyện hả? Sao nó dám tấn công vô tận căn cứ của mình luôn vậy? Đúng là lộng hành quá mấy con quỷ này. Rồi ta ra đây ta dòm nè. Đồ ăn của tôi có thể quan sát được. Ở đây... chơi cái cửa luôn đi cho nó nhanh. Phá nhà. Từ từ bình tĩnh à. Thì mình có thể gắn cái cửa xuống sau. Mà gắn cái cửa đi cho nó thoải mái đi. Khổ lắm. Đi tới đi lùi có chút xíu thôi à. Mà đi không có được. Đây là máu quỷ nè. Rồi con cá này không có làm tác dụng gì trơn hết luôn á. Trong đây chúng ta còn được thịt heo nè. Rồi còn gì nữa? Cất cáo giáp nhà luôn đi. Rồi dọn dẹp xong xuôi ha. Cây kiếm này Nichiri So giống nhau. Đây là Moon. Còn bên đây là Miss và Moon. Đó là một cái hơi thở khác. Ta xem thử hơi thở gì đây. Và mỗi một cái cây nó sẽ có những cái chiêu khác nhau. First form, second form, third form, fifth form, sixth form. Đâu rồi, first form trước đi. Thiệt luôn á. Mở cái cửa ra trước. Đổi kiếm này với kiếm này. Đổi ra một cái. Đi tìm mục tiêu coi. Xung quanh đây zombie hay gì đó. Wow, cá vàng hả? Cá vàng, cá vàng. Kiếm. Một nhát. Rồi, second form nè, cưng ơi. Thấy chém cũng được. Cũng ok. Rồi, third form. Chém hai cái. Tiếp tục. Phải mấy cái vụ mà chém ào vậy lắm nè. Rất là đã. Và spawn. Wow. Dữ.
Kiếm cái đó thiệt là căng thẳng luôn á. Và có nhiều bạn thắc mắc là vì sao không xài cái trống này, thì mình vẫn muốn sử dụng những cái kiếm hơn ha. Ví dụ như xài trống cũng được, trống cũng ngon, nhưng mà ta đang chơi thợ săn quỷ mà ta xài trống thì nó cũng hơi kỳ kỳ xíu. Giờ để xài kiếm đi cho nó giống thợ săn quỷ. Và kiếm này nó còn một tác dụng nữa là ta có thể đi săn những cái con cá này nọ bên dưới cả cá quá chừng luôn kìa. Nè, thấy không, thợ săn quỷ đói bụng thì sao, đi săn cá chứ sao. Quá chừng cá luôn. Rồi còn mấy em bên đây vô, gà xỉu luôn. Cá rồi gà rồi gì này nọ là có hết, đâu gà đâu thịt gà với trứng gà kìa, quá dữ. Bởi vậy mấy chiêu mày đi câu cá đã lắm. Ta bơi qua đây một cái coi có cá gì có thể nấu lên được hay chuyển thành sushi này nọ đó. Rồi làm sushi luôn, em này có thể chuyển thành sushi, sushi xong cuộn lên cái nữa, nghĩa là mình phải quay về mình làm thêm cây kéo để mình đi cắt mấy cái phần rong biển để chúng ta đem về làm đồ ăn. Thiếu đồ ăn là nó khó chịu cực kỳ luôn á, không có mần ăn gì được hết. Đổi kiếm luôn rồi ha, chuyển sang kiếm khác chơi cho nó có này có kia. Rồi còn đúng hai sắc luôn, ghê thiệt. Đã tới con sông ở phía sau nhà có con cá kìa. Cá này rớt cả gì đây, đây là con lươn rồi chứ phải con cá. Rồi và chỗ này là nơi vô cùng thích hợp để chúng ta đi lấy rong biển về cuộn rong biển ăn nha. Phải có nhiều loại đồ ăn. Nếu mà có một cái là bên hậu cần lo lắng về chuyện đồ ăn á thì thoải mái hơn rất là nhiều, mà không có đâu, tự xử hết á. Ta kiểm tra coi vô trong cái phần bên đây không phải, bên đây không phải Venture, à đây rồi. Chúng ta đã tới đây, chúng ta cũng đã hạ gục được 10 demon, phải tiếp tục là 20 demon. À mình nhớ mình có hạ gục được cái trụ nào rồi mà ta. À vậy là chắc nó chưa thể hiện ở đây. Vậy là ta phải tiếp tục giết thêm mấy con quỷ để chúng ta thăng cấp lên nữa. Nhiều người biết hơn ha, bây giờ đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ đang ở cấp độ 6, phải lên trên núi rồi. Ủa mà cái này nó không có cái nào để lên núi nhanh rồi, không có bay thẳng cái dù lên trển được, hơi bị phê khi mà phải đi bộ. Chơi cái đường mist thì nó sẽ thoải mái, có thể nhảy lên trển được luôn. Giờ đi lấy cá một cái. Mình đã quay trở về nhà, bây giờ đã cho nấu sắt thì ta sẽ cần phải làm thêm. Đâu rồi, hết luôn rồi hả, không còn cây stick nào hết. Làm con dao liền luôn, để lên đây là con dao. Rồi để con cá lên, cá nào có thể cắt ra được thành những cái miếng cá phi lê thì cắt hết. Phi lê, phi lê, phi lê, con này được luôn. Và cái con này không có chơi được, cho nên con cá này chỉ có đem giục thôi, không ăn được luôn á. Nó không có cái cây đồ ăn thì không ăn được ha. Và ta sẽ cần phải kết hợp ăn được 27 miếng sushi. Rồi sushi này có nâng lên được nữa không? Tối đa rồi. Còn con lươn này thì sao? Lươn này chỉ có nấu lên thôi, cho nấu lươn lên luôn. Như vậy ta sẽ có thêm được một mớ đồ ăn. Đây là trứng gà, gà tây đàng hoàng luôn á, tích kỳ luôn nè. Và trứng đó nấu lên thành trứng thôi, không có tác dụng gì nữa hết. Giờ còn được chân gà tây, chân gà tây cũng không kết hợp được với món ăn gì nữa, cho nên mình cũng sẽ cất lên luôn. Và cái gì cất lên được thì ta cất lên hết. Và đồ ăn cầm cũng đang rất là nhiều thì nó mới tốt. Nhiều khi cần đồ ăn là có liền luôn ha, không có sợ thiếu cái gì hết trơn đó. Thêm thịt lươn nữa nè. Và bây giờ phải lấy cái kiếm thiệt kia theo nữa. Gì đây, gì đây, gì đây, ha ha, vô đây, chém xỉu luôn. Có rớt gà gì không, con nào vậy? Ừ, chém nó xỉu luôn, nó không có khả năng phản kháng luôn nha, chém rất là ghê, ào luôn. Vậy mới được, tại vì ở dưới một cái cây á, nó bị tối á, cho nên xuất hiện mấy con quỷ. Ở đây có cái tai nữa kìa, lại thêm giọt máu. Rồi còn trên đây là hai em. Ôi hai em này không sợ ánh sáng luôn hả? Ghê hả? Quỷ mà không sợ ánh sáng luôn kìa, căng vậy. Ta leo lên trên đây coi coi còn con gì nữa không. Đang chạy lông nhông thì phát hiện có một con
Con này. Ê, còn nó nữa, còn nữa. Đâu rồi, đâu rồi? Sấm sét gì ghê quá vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, hai gục được rồi. Đây là hạ lục quỷ, Lower Six, nghĩa là hạ lục á. Study Battle. Chúng ta bấm vô đây. À, sao nó không có cập nhật bên đây ha? Chưa thấy ha. Giờ phải tiếp tục đi giết quỷ là như vậy á. Mình giữ đánh xét cà khịa Tanjiro để mình hạ gục Tanjiro. Lấy cây kiếm. Nổi không ta? Nổi không? Nổi không? Đó đó, Tanjiro kê chiêu kìa. Đâu rồi, đâu rồi? Tanjiro, where are you now? Có cái hũ không ạ? Ủa rồi, Tanjiro chạy đâu rồi? Tung chiêu gì sùm luôn. Chạy đâu mất tiêu. Mất thấy luôn. Nãy Tanjiro còn mười mấy giọt à. Tanjiro cũng mạnh lắm, không phải đơn giản hạ gục được đâu. Rồi ma quỷ gì trên ngọn núi này đâu xuất hiện cho tôi. Đó, nè, quỷ nè. Chém cho một cái xỉu liền. Oh yeah, ôi ơi, đệ nhất kìa. À, ghê vậy. Ôi, ổng ghê quá à. Tự nhiên đang đi cái gặp luôn à. Ta đã quay lại rồi đây. Ở đây đang rất là vui nè. Một trận chiến diễn ra cái cục gì mà bự dữ vậy. À, xe lửa, xe lửa. Nhưng cái xe lửa luôn. Có xe lửa nữa, rất cái tay kìa. Đâu rồi? Có cái tay. Đây là tay Enmu. Tay này có tác dụng không? Bỏ cầm lên chơi vui vậy thôi hả? Không có chiêu. Cái tay này cầm lên đánh thôi chứ không có chiêu ha. Để chuyển cái trống lên. Có gì bây giờ chơi trống luôn. Có ai đây, có ai đây? Oh yeah. Toàn bà con dòng họ không à. Rồi có mấy hũ quá chừng luôn á. Đó, bên đó kìa, bên đó kìa. Tôi thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Chuyển sang chơi trống. Một đòn đánh rất là xa luôn. Tiếp tục chơi trống. Đỏ trống. Hợp lý, hợp lý. Giờ còn em này nữa. Dữ vậy, dữ vậy. Quỷ tiếp hả? Ôi, cứ vô đây. Con đó là con quỷ. À, con quỷ. Đó, đó, được rồi đó. Ôi ơi, nó thả rắn cắn kìa. Dập nó. Hay quá. Lên cấp Hinoto luôn. Rớt ra được cái gì nữa vậy? Thêm cái tay nữa. Cái trống này hơi bị vui luôn á nha. Rồi bây giờ có con gì bên đây nữa không? Có cái hũ. Mấy cái hũ rồi này nọ quá chừng. Nó thải hũ trên đây giống như là nó quăng sẵn đống vậy đó. Rắn hả cưng? Rắn nè. Tính ra thì sát thương của nó cũng ổn. Ồ, có gì trong kia, có gì trong kia kìa. Đó, 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 đó. À, xà trụ với luyến trụ luôn. À không, đây là trùng trụ. Làm giật mình. Mấy người này tan nát. Ê, Peter, tôi giải cứu cô cho. Kawano, giải cứu cổ. Thật là nguy hiểm. Wow, tanh bành luôn. Đây mới vui nè, có gì đặc biệt. Tanjiro. Bên kia còn một cái Mao Sagiri nữa kìa. Ê, bên đó đang đánh kìa, Inosuke kìa. Inosuke đánh ai vậy? Đánh ai vậy? Đâu rồi, đâu rồi? Đánh con gì vậy? Không nhìn ra luôn á. Cái gì mà xa quá vậy? Đó, 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 đó. Chúng ta mau chóng đuổi theo. Cuộc chiến này là tôi phải có mặt. Đánh con gì vậy? Cho tôi ăn ké với coi. Ở đâu rồi? Ở khu bên này cũng đông vui lắm nè. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đánh đâu vậy? Đánh ké cái coi, cá vàng người tùm lum hết nè. Ôi già, cá vàng hiện quá chừng luôn. Ôi ơi, zombie. Cái hũ, cái hũ. Đây là mấy cái phân thân nhỏ nhỏ thôi. Rồi ma quỷ gì nọ đó xử lý hết luôn đi. Đó, 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 đó. Mưa gian hả, mưa gian hả? Phải không, phải mưa gian không vậy? Ghê vậy. Đó, 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 là cái gì? Ây da, ây da, ây da. Ây da, mấy con xương. Mấy con xương. Ghê nha. Họ đã bắn súng kìa. Súng hả cưng? Ai ơi, ghê quá.
Abzero gì, Ren Goku gì đâu rồi? Cứu! Hỗ trợ em! Đâu rồi cái con kia đâu rồi? À, nó có xỉu hay chưa cũng không nói một tiếng nữa. Cái gì mà nó bay thẳng tới cái khu này luôn rồi. Bây giờ mình cũng không biết mình phải đi hướng nào nữa nè. Bây giờ hủ ma gì lóc cóc thì tùm lum hết trơn hết luôn á. Ta xử lý hết mấy con này. Zombie chúng ta cũng tiễn lên đường luôn. Rồi cá vàng. Không xuôi cá vàng. Đậu bên đây đó. Có gì kìa. Con heo. Rồi bà con xuống đây quá chừng luôn. Tập trung dưới này. Mugen Train nè. Đây là cái khu vực ở trong cái hạt mà xe lửa đó. Úi dè. Cái gì bên kia? Con này nhiều chuyện. Hồi nãy có cây súng nữa. Đây, có cây súng. Xài được không? Bắn không được. Dynamite. Bấm không bắn được. Bấm bình thường không có bắn được. Có thể là thiếu đạn cho nên ta bắn không có được ha. Bây giờ bấm phải chuột một phát. Có gì thú vị? Ở lại nữa. Thôi. Em lỡ tay không. Ren Goku, cứu tôi với. Con này giống trong phim rồi đó. Mình kéo tới cái con đó giết chết Ren Goku. Ôi chứ mà sao không giết Ren Goku giết tôi là sao? Hả? Hình như mình thấy con cá vàng hay cái gì đó bự lắm. À con rồng. Trưởng rồng. Chứ không phải cá vàng. Trưởng cá vàng chứ. Rồi có cái xúc tu kìa. Xúc tu. Em bên kia. Đánh. Xe lửa hả? Chơi xe lửa luôn. Ghê nha xe lửa. Quá chừng dữ luôn. Rồi đây là hạ nhất cá ha gục. À hạ nhất và có cái con quỷ mà tai nhiều kìa. Quỷ mà tai nhiều. Tai hả cưng? Tai nè. Hủ nè. Tai với hủ. Ơi nó thả ra nữa kìa. Ôi nó thả cá vàng nhiều dữ vậy hả? Nó đâu rồi? Úi già, thôi. Thôi, được rồi, bắn cá kìa. Ai chơi bắn cá không? Tôi không chơi rồi đó. Đi hết máu rồi, từ từ. Chúng ta trong chiến này là cũng kiếm được rất là nhiều đồ ăn ha. Cá rồi gì tùm lum hết trơn hết á. Ăn uống lên cái hồi máu một cái. Mình về tới nhà mà mình không yên luôn kìa. Úi da. Dữ vậy? Ôi tôi bực mình. Ai ở trỏng? Không biết con nào ở trỏng luôn. Nó gây sát thương từ bên trong nó ra. Cũng khó chịu luôn nha. Để mình chạy ở đây mình ngó thử coi. Đó. Ai vậy? Đang đánh nhau sùm ở trỏng kìa. Đó. Ở trong nhà không được yên nữa bà con ơi. Đặc kỳ hả? Đâu để mình đứng ngoài mình trưởng vô. Không chưa? Bộ lãnh gì dai dữ vậy ta? Bỏ trống sùm luôn á. Mà thấy chưa si nhê. Đâu. Để chém coi. Nè, con nè. Nhưng cái vấn đề là sao còn sống? Chưa xong nữa. Phải quỷ không vậy? Đứng ở ngoài này mình không biết ai luôn á. Ồ quỷ đúng rồi. Nè. Quỷ. Quỷ không đầu. Không đầu hả cưng? Rồi bên kia chém sùm hết luôn kìa. Ủa mà anh chàng kia. Ủa về luôn, lên cấp luôn. Hay quá. Hơ. Có cây lưỡi hái luôn.
Lên cấp luôn Hinoe. À, thượng lục quỷ hả? Đứng từ xa nhìn không biết con gì hết. Và hạ gục lên Hinoe rồi nè, Kinoto và Kinoe nữa nè. Lên nữa. Này phải lên tới 10 cấp lận, 3 6 9 10 vậy lên tới đó luôn. Wow, có được thêm cây này nữa. Đồ chơi có thêm nữa rồi. Ta phải đi coi coi đồ chơi này làm cái gì mới được. Mở cửa, mở cửa. Đây là cây lưỡi hái. Ghê không? Cây lưỡi hái. Sát thương nhiều à? Sát thương 6 2. Cầm cái lưỡi hái ơi. Sao nó nhỏ quá vậy? Nó không có được khổng lồ ha. Cái tai này cũng không có gì đặc biệt hết trơn hết đó. Cái tai nó cười trên cái đó kìa. Rồi, và có được cái trống này là đã thôi. Cái tầm đánh của nó rất là xa, hỗ trợ mình đánh rất là tốt luôn á. Mở cửa, mở cửa. Ở trong nhà là đã có thắp sáng rồi nha. Làm sao mà có quái xuất hiện được luôn á. Nó mới dữ á. Và nãy giờ thì mình cũng đã có đi săn thêm mấy con heo. Để chúng ta coi được thịt heo này. Không có nấu lên được nhưng mà ăn luôn được 40 cây đùi gà. Phải không? Dữ vậy. Ăn vô một cái 40 cây đùi gà. 40 cây. Rồi hết rồi đó. Hồi lại máu là hết. Nói chung là cũng kéo được một khúc nhờ vào ăn cái món đó. Và bỏ những con cá này vô. Cá này làm sushi được không? Không được, cá hề không có làm sushi được ha. Cá này thì đã nấu lên rồi. Có mấy cái tai này quá chừng luôn. Vậy phải kiếm thêm cái trống nữa mới được. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã có chỗ trồng trọt để kiếm thêm đồ ăn. Và cũng hạ gục được thêm những con quỷ cấp cao để chúng ta lên cấp ở trong đội săn quỷ. Còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây và là các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.